Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười như vậy? Chư Phật mỉm cười đều có nhân duyên, cúi xin Đức Như Lai thương xót nói cho. Phật dạy: A Nan Đà, các bí số này vào đời tương lai trong kiếp tinh dụ đều được thành Phật, cùng tên là Tán Hoa, có đầy đủ 10 hiệu, tuổi thọ quốc độ, đệ tử bí số của các vị Phật ấy tất cả đều như nhau. Chư Như Lai ấy đều sống 1000 tuổi, khi đản sanh, khi xuất gia và sau khi thành Phật, ở chỗ nào dù ngày hay đêm cũng thường mưa hương hoa vi diệu 5 màu, do đó mà ta mỉm cười. Cho nên này Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát muốn được an trụ và sự trụ tối thắng thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được an trụ vào sự trụ của Như Lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam thiện nữ vân vân tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy đời trước từ trong cõi người qua đời sanh trở lại vào nơi đây, hoặc từ cõi trời đổ sử đa đến sanh vào nhân gian đây, đời trước người ấy ở trong cõi người hay ở trên trời, do từng nghe rộng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nên đời này có thể siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Khánh Hỷ nên biết, Như Lai hiện thấy thiện nam thiện nữ vân vân nào siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với thân mạng của cải không tiếc nuối, thì biết vị ấy chắc chắn là Đại Bồ Tát. Lại nữa này Khánh Hỷ, thiện nam thiện nữ vân vân ưa thích nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng nói khai thị, truyền trao dạy bảo cho thiện nam tử Bồ Tát thừa, thì nên biết người đó là Đại Bồ Tát. Ở quá khứ đã từng gần gũi Như Lai, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cũng giảng nói khai thị, truyền trao dạy bảo Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cho người khác, nên đời này có thể thành tựu việc ấy. Khánh Hỷ nên biết, thiện nam thiện nữ vân vân đó đã từng gieo trồng các căn lành với vô lượng Phật quá khứ, nên đời này có thể làm việc ấy. Thiện nam thiện nữ vân vân nên nghĩ như vậy, đời trước ta không nghe thanh văn độc giác nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, nhất định là nghe chư Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu ấy. Đời trước ta không gần gũi cúng dường trồng các căn lành đối với thanh văn độc giác, nhất định là ta gần gũi cúng dường trồng các căn lành đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác. Do nhân duyên này nên nay được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, ưa thích thọ trì đọc tụng thông suốt, tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng nói cho các hữu tình không mệt mỏi. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào ưa thích nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, đối với pháp nghĩa văn ý của kinh đều thông suốt rõ ràng, tùy thuận theo đó mà tu hành, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy được thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác của chúng ta. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào nghe nói tất cả ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tin hiểu không hủy báng, không làm trò ngại phá hoại, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo trồng nhiều căn lành với chư Phật, cũng được vô lượng bạn tốt hộ trì. Khánh Hỷ nên biết, thiện nam thiện nữ vân vân đã gieo trồng các căn lành vào ruộng phước thủ thắng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, tuy nhất định sẽ đắc quả thanh văn độc giác Như Lai, nhưng muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng cần phải thông đạt ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không chướng ngại, tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám trì thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành bậc Đại Bồ Tát, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả,
Tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoàn toàn viên mãn. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể thông đạt ý nghĩa thâm sâu của Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách không chướng ngại. Tu hành bố thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng để viên mãn hoàn toàn, mà Đại Bồ Tát ấy không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chỉ trụ vào địa vị thanh văn độc giác, thì nhất định không có điều đó. Cho nên chúng Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên thông đạt hoàn toàn ý nghĩa sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách không chướng ngại. Tu hành bố thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng hoàn toàn viên mãn. Cho nên này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu giao phó cho ông nên thọ trì đúng đắn, đọc tụng thông suốt, đừng để quên mất. Khánh Hỷ nên biết, ngoài kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nếu thọ trì kinh điển khác, dầu có quên mất pháp ta nói ra thì tội ấy còn nhẹ. Nhưng đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thọ trì cẩn thận, cho đến quên mất một câu thì tội ấy rất nặng. Khánh Hỷ nên biết, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dù một câu có thể thọ trì cẩn thận không quên mất,